Tập 2. Bộ phim được dựa trên những câu chuyện trong dân gian, không phải chính sử. Các lão à, các lão, hoàng thượng tới rồi. Hoàng thượng tới rồi. Thần khấu kiến hoàng thượng. Nguyên Long, ngươi bị làm sao vậy? Miệng bị sao vậy? Miệng hoàng thượng, Nguyên Long đã uống say vì thấy vui, vì vui. Dạ rồi. Không, hoàng thượng chưa già. Nguyên Long vừa mới sinh một đứa con gái là Thiên Kim. Hoàng thượng đã sai người tới tặng quà cho thần mà. Thần tạ long ân của hoàng thượng. Ê Nguyên Long, mau đứng dậy đi. Hoàng thượng. Nguyên Long à, ngươi là các lão của triều đình, đã lập không ít công lao cho triều đình Đại Thanh của trẫm. Trẫm không quên ơn khanh đâu. Trẫm nghe nói khanh có một căn nhà tổ ở Hải Ninh gần sông Tiền Đường. Tháng 8 hàng năm thủy triều lên, trời nước hợp thành một, nước ngập khắp nơi, cảnh tượng bi tráng. Khanh về đó xem đi. Về đó xem thử đi. Hoàng thượng. Trần các lão muốn cáo lão hồi hương, trẫm ân chuẩn. Bộ lễ gửi thông báo cho các quan viên huyện nha, phải đảm bảo là cả nhà Trần các lão đến Hải Linh một cách bình an, nghe chưa? Thần tuân chỉ. Trần Nguyên Long đại nhân là quan lớn của triều đình, cả đời cúc cung tận tụy với hoàng triều Đại Thành, công cao như núi. Trẫm hạ chỉ các quan phủ ở Giang Nam từ nay về sau không được thực hiện bất cứ lý do gì đến quấy nhiễu Trần phủ. Lên đường trong hôm nay, nè Ung Thân Vương dẫn chân thay trẫm đưa tiễn. Nhi thần tuân chỉ. Thần khấu tạ long ân. Trần các lão bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, khanh sắp phải đi rồi. Hoàng thượng, thần cũng nên trở về quê rồi. Hôm nay thần hồi hương cũng là lấy Giang Sơn làm trọng. Hôm nay khanh ra đi, rồi chừng nào sẽ quay lại? Chẳng phải khanh còn một canh gác phủ ở kinh thành sao? Dạ phải. Hoàng thượng, nếu thần thấy nhớ hoàng thượng,
thần sẽ về đây, về đây thăm hoàng thượng. Vậy thì trẫm tiễn biệt khanh tại đây. Thần xin được bái biệt. Được. Hoàng thượng không hiểu, lão thần do bất đắc dĩ không thể nói được gì. Hoàng thượng, lão thần đi đây. Lão gia, có tiếng pháo ngựa. Ôi trời, Ung Thần Vương đã đến. Ung Thần Vương, ngài quá khách sáo, lão phu sao dám để ngài đưa tiễn chứ. Các lão đại nhân, sao đi vội vã vậy? Lão Hoàng A Mã lệnh cho ta tới tiễn các lão đại nhân, sao ta dám trái lệnh của Hoàng A Mã chứ? Huống hồ gì? Huống hồ hai nhà chúng ta là láng giềng nhiều năm qua. Ung Thần Vương có muốn nhìn tiểu thiên kim của lão phu thêm một lần hay không? Phu nhân, nào hãy bế tiểu thiên kim ra đây. Dương gia, để dương gia nhìn một lát. Nín đi con, nín đi. Con là thiên kim của các lão đại nhân, là thiên kim của thiên tiên. Con không được khóc. Mặc dù con không phải Cách Cách, nhưng còn hơn Cách Cách, con càng không nên khóc. Được rồi, các lão đại nhân, thiên kim của ông cuối cùng cũng đã nín rồi. Ung Thần Vương, ngài nói lời vàng ý ngọc, ngài nói không được khóc, sao nó dám khóc chứ. Ung Thần Vương, lão phu đa tạ sự hậu ái của ngài dành cho tiểu thiên kim nhà tôi. Đa tạ. Không đáng là gì. Ta còn tặng cho ông nha hoàng thân cận nhất của ta, Hương Cập Cập. Ung Thần Vương, làm sao lão phu dám nhận đây? Các lão đại nhân, không cần khách sáo với bản vương làm gì. Đa tạ các lão đại nhân. Ôi trời, đứng lên, đứng lên. Ôi trời, Ung Thần Vương à, ngài xem, cô nương này vừa trẻ vừa xinh đẹp. Những món ngon này là cho các lão đại nhân từ từ thưởng thức trên đường đi. Ung Thần Vương à, lão phu không biết phải đa tạ ngài thế nào. Cung kính chi bằng tuân lệnh, lão phu nhất định sẽ tận hưởng số món ngon này. Vậy thì tốt, bản vương không có cái phúc này. Ta hy vọng các lão đại nhân sẽ từ từ thưởng thức chúng. Ung Thần Vương, xin ngài yên tâm, lão phu chỉ cần ngửi qua là biết.
mùi vị của nó ở trong đó là cái gì. Ông Thần Dương, tiện tới đây thôi. Trần Kinh. Dạ có. Khởi hành. Dạ. Khởi hành. Ung Thần Dương vẫn chưa chịu tha cho mình. Đa tạ Dương Thần Y, tiểu thiếp sinh khó đã ba ngày rồi. Nếu không có Dương Thần Y, sợ là khó giữ được tính mạng của hai mẹ con. Đây là chút lòng thành cảm tạ, mong Dương Thần Y vui lòng nhận lấy. Đa tạ Dương ngoại hậu phóng quá, Dương mổ xin phép cáo từ. Dương Thần Y đi thông thả. Bánh bao, bánh bao đây. Kẹo hồ lô đây. Hải Minh. Ê, lão gia tới rồi. Lão gia tới nhà rồi, tới nhà rồi. Tới rồi, tới rồi. Ngoan ngoan, điều cao lớn hết rồi. Tới đủ rồi hả? Dạ, đủ rồi. Đã phiêu bạc mấy chục năm, trở về quê nhà. Nhà ở bất cứ đâu cũng không bằng nhà ở Hải Minh. Ngôi nhà này có thể cho ta sống bình yên qua ngày. Đúng vậy. Phụ thân, nghe nói phụ thân về đây, các con ở tỉnh cũng liền quay lại đây cho sửa lại ngôi nhà. Phụ thân thấy có vừa ý không? Các con đều là mệnh quan triều đình, có nhiều công vụ để giải quyết. Cha cáo lão hồi hương, đâu có liên quan gì tới các con. Sáng ngày mai các con ai về chỗ nấy hết đi. Dạ phụ thân. Nè, tháo tấm miệng đó xuống cho ta. Tại sao vậy phụ thân? Trần phủ nhiều đời làm quan để mà tạo phúc cho bách tính, không để khoe khoang với người đời. Các con nghe cho rõ đây, con cháu của Trần thị ta, bất kể là con trai hay cháu chắc, con dâu của ta đều phải làm quan cẩn thận, nghiêm khắc với bản thân, tận trung với triều đình. Nếu như có hành vi gian trá, làm chuyện ô danh, thì sau này các con đừng về Hải Minh gặp ta nữa. Các con có hiểu không? Dạ, dạ đã hiểu. Dạ, 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 dạ hiểu. Phu nhân à, ừ? Ta đến đây. Đi đi đi, đi chỗ khác ngủ đi. U trời, trời lạnh quá. Hai chúng ta ngủ chung sẽ ấm hơn nhiều đó. Ông đúng là càng già càng chẳng ra sao. Không sợ người ta cười cho à? Cười ta? Ai cười? Cười cái gì? Lão gia, thiếp lại có nữa rồi. Thật sao? Vì lão gia ta phải làm sao đây? Phu nhân à, vậy đứa con trai này chúng ta đặt tên cho nó là Trần Ban Quốc được không? Ban Quốc. 10 năm sau. Thời gian như thoi đưa, Ban Quốc và Ngư Nương đều đã lớn khôn rồi. Dạ. Dạ. Quan Lịch. Quan Lịch, con đang đọc sách gì vậy? A Mã, con đang đọc sách của Lữ Lưu Lương viết. Thấy con đang đọc rất nhập tâm. Sao đây, quyển sách này thế nào hả? Dạ hay. Hay sao? Hay như thế nào? A Mã, con vừa đọc tới đây, Lữ Lưu Lương
bình về ái liên thuyết của Chu Đông Si, văn nhân thời Bắc Tống. Đủ rồi, con là con cháu của Ái Tần Giác La, con nên cưỡi ngựa bắn cung. A Mã, Hoàng gia gia có nói dùng võ lập quốc, dùng văn trị quốc. Dương gia, Cao Công Công đến rồi, đang đợi ngoài sảnh. Mời Dương gia. Dương gia. Chào Cao Công Công. Ung Thân Dương, Hoàng địch A Ca có nhà không? Ta muốn gặp cậu ấy. Trịnh Cường, mau gọi Hoàng địch ra đây. Dạ. Cao Công Công, mời ngồi. Nào, uống chén trà trước đi. Hoàng địch. A Mã, tới đây. Hãy bái kiến Cao Công Công hầu hạ bên cạnh Hoàng gia gia. Xin thỉnh an Cao Công Công. Ê, mau đứng dậy, mau đứng dậy. Đứng lên. Tới đây, để nô tài nhìn kỹ xem. Hoàng Lịch à, chắc ngài đã đến tuổi vào bách ngũ sở học dạ rồi. Dạ phải, phủ nội vụ đã phái người tới thông báo. Mấy ngày nay, Ngạch Nương đang thu xếp hành lý cho Hoàng Lịch. Vài hôm nữa sẽ dọn vào bách ngũ sở trong Hoàng Cung. Nếu như để cậu tự chọn thầy thì cậu sẽ chọn ai? Tốt nhất là để Lữ Lưu Lương dạy học cho Hoàng Lịch. Nè Hoàng Lịch, con nói bậy gì vậy? Con hãy chọn thầy giáo năm xưa đã dạy học cho A Mã làm thầy dạy con đi. Là Công Công bảo con tự chọn mà. Thật là có duyên. Ung Thân Dương, Hoàng Lịch tiếp chỉ. Nhi thần dẫn chân tiếp chỉ. Hoàng thượng khẩn dục Cao Công Công đến Ung Dương phủ. Trước tiên hỏi Hoàng Lịch có bằng lòng để Lữ Lưu Lương dạy học hay không. Nếu bằng lòng, hãy để dẫn chân dẫn Hoàng Lịch đến phủ Lữ Lương bái thầy. Nhi thần lĩnh chỉ tạ ơn. Dẫn chân lĩnh chỉ tạ ơn. Mời sư phụ dùng trà. Khoan đã, Hoàng Lịch à, lão phu có ba câu hỏi, trả lời đúng thì ta sẽ uống tách trà này, trả lời sai thì mời về cho. Dạ. Dân di quý, hai câu sau là gì? Dân di quý, xã tắc thứ chi, quân di khinh. Được trích từ đâu? Từ Chương Tập Tâm của Mạnh Tử. Nó có nghĩa gì? Nghĩa là lấy dân làm gốc, dân quý, du nhẹ đã trở thành danh ngôn lưu truyền rộng rãi. Chừng nào con vào bách ngũ sở? Ngày mai con sẽ vào. Được, ngày mai lão phu sẽ vào dạy học cho con. Được rồi Hoàng Lịch, con và Trịnh Cường lui ra trước đi. A Mã có chuyện muốn nói về Lữ tiên sinh. Tiểu tứ nương, vào đi. Con chào cha. Mau bái kiến Dương gia đi. Bái kiến Dương gia. Ngoan. Đây là viên ngọc quý trên tay của lão phu, tiểu nữ Lữ tứ nương. Tứ nương à, đưa Hoàng Lịch ca ca ra hậu viên chơi đi. Đi theo muội. Dương gia, có điều gì muốn dặn dò lão phu sao? Bổn Dương có chuyện này muốn thỉnh giáo tiên sinh. Mời Dương gia nói. Lữ tiên sinh tại sao không để ý tới các a ca khác mà chỉ dạy học cho Hoàng Lịch của Bổn Dương? Ta đã hỏi thăm về các vị A-ca khác thông qua Trương Đình Ngọc Đại Nhân. Thứ cho tôi nói thẳng, đa số đều có tư cách bình thường. Chỉ có Hoàng Lịch A-ca thích ái liên thuyết của tiên hiền, cho nên trong lòng lão phu đặc biệt để ý hơn. Chỉ vì nguyên nhân này sao? Chỉ vì nguyên nhân này? Dương gia,
ngài cho rằng vẫn còn nguyên nhân khác sao? Không lẽ tiểu độc tử và vú nuôi vẫn chưa chết? Phải làm sao đây? Dương gia, Dương gia, có chuyện gì làm chàng buồn rộn như vậy hả? Ta nghi ngờ Lữ Lưu Lương đã biết chuyện của chúng ta, đây sẽ là hậu quả khôn lường. Dương gia có chắc hay không? Đêm dài lắm mộng. Đây là ngân phiếu lớn 10 lượng, đây là 50 lượng, đây là ngân phiếu nhỏ 1 lượng, 2 lượng. Con nhìn rõ chưa? A Mã, đây là tiền tiêu vặt tháng của con sao? Tiểu nương tử sẽ đưa tiền tiêu vặt cho con sau. Số ngân phiếu này dùng để mua chuộc những thái giám và cung nữ trong cung. Con hãy nhớ, những nô tài và những cung nữ không có ích cho con thì con đừng rộng rãi quá. Chỉ rộng rãi đối với những người có ích cho con thôi. Vậy nô tài nào mới có ích, nô tài nào không có ích hả? Ở trong cung, người nào có thể truyền tin cho con thì đều là người có ích. Còn những người chỉ biết cắm đầu làm việc thì sẽ không có ích. Hãy nhớ, hôm qua A Mã có nói cho con biết hoàng gia gia của con thích cái gì nhất. Con còn nhớ không? Con đó, con đó. Được rồi, được rồi, con hắc xì thì sau này sẽ không quên. Đây là lời của Thiếu Trang Hoàng Thái Hậu đã nói rồi. Dương gia, Phủ Nội vụ phái người tới đón Hoàng Lịch. Ai tới đón? Cao Công Công, Ngạch Nô, A Ca của mẹ vào Bách Ngũ Sở rồi, còn phải nghe lời của sư phụ, chăm chỉ học hành. Con biết chưa? Con sẽ học hành thật chăm chỉ. Ngoan quá. Chỉ đọc sách thôi thì có ích gì? Con cần phải luyện võ nữa. Thập tứ thúc của con nếu rảnh sẽ tới dạy con võ công. Hay quá. Sau này lớn lên con cũng phải làm đại tướng quân như thập tứ thúc. Vậy mới giống chí hướng của A Ca chứ. Bái kiến Cao Công Công. Bái kiến tiểu A Ca. A Mã, Ngạch Nô, hôm nay Hoàng Lịch cáo từ, mai này học hành thành tài sẽ về hiếu kính song thân. Nè, con mau đứng dậy đi. Dương gia ngài xem, nô tài ở trong cung nhiều năm chưa thấy ai có phong thái, có tấm lòng như tiểu A Ca đây. Tiểu A Ca, mời lên kiệu. Đại cát đại lợi, thuận buồm xuôi gió đi. Nhớ năm xưa, Hoàng A Mã cũng phái Cao Công Công tới đưa ta vào Bách Ngũ Sở học. Đúng là thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã mấy chục năm. Chỉ mong Lữ Lưu Lương không biết chuyện gì hết. Tiểu A Ca đã tới nơi rồi. Ở trong đó gọi là Bách Ngũ Sở. Cái sân nhỏ ở bên kia là tứ viện. 3 căn phòng ở giữa dành cho A Ca ở. Cung nữ, thái giám thì ở 2 bên. Theo tổng chế là có 3 thái giám, 1 cung nữ hầu hạ. Mấy người này vừa làm giỏi vừa biết ăn nói, là nô tài cố tình chọn cho cậu đó. Đa tạ Cao Công Công. Đừng khách sáo. Năm xưa ung thân Dương A Mã của cậu vào đây học cũng là ở trong tứ viện. Nơi này có thể nói là bảo địa phong thủy. Được rồi, nô tài phải đi bẩm báo với hoàng thượng, có rảnh sẽ tới thăm cậu nha. Cung tiễn Cao Công Công. Có bằng lòng hầu hạ bản A Ca hay không? Bằng lòng. Chưa ăn cơm hả? Nói tao lên xem, có bằng lòng hầu hạ bản A Ca hay không? Bằng lòng. Bằng lòng thì tốt. Lần đầu gặp nhau thưởng mỗi người 10 lượng.
Tạ ơn thần ca ban thưởng. Tiền thưởng để đó. Người nào lười biếng một lần thì trừ một lượng. Đặt điều thị phi ở bên ngoài thì trừ một lần là 5 lượng. Nghe được tin tức gì mà không nói cho ta biết, một lần trừ 10 lượng. Nhưng nếu như nghe được tin gì lập tức nói cho bản A-ca biết thì một lần thưởng 10 lượng. Bản A-ca thưởng phạt phân minh, đã nhớ rõ chưa? Dạ, đã nhớ. Chuyện nên nhớ thì không nên nói to, phải nói nhỏ thôi. Các ngươi có nhớ chưa? Dạ, đã nhớ. Ngươi ở lại mài mực, bản A-ca phải viết chữ. Còn những người khác làm việc mình phải làm đi, không được lười biếng. Dạ. Lão gia. Phu nhân. Tiếp thấy việc dạy học cho Hoàng Lịch A-ca, lão gia hãy xin cáo bệnh, đừng nên tới đó dạy nữa. Tại sao vậy? Ung Thân Dương có ý thù địch với ông rất lớn. Thiếp thấy ông ta không thích ông chút nào hết. Càng như vậy thì ta càng phải đi thôi. Tại sao như vậy chứ? Thiên cơ không thể tiết lộ. Con người đến thế giới này gọi là đầu thai. Đầu thai vào hoàng gia là hoàng phúc mà bách tính thiên hạ ai cũng ao ước. Tứ A-ca, con có từng nghĩ, nếu như con không sinh ra trong hoàng gia, không phải con trai của Thân Dương, mà là con của ăn mày, con của dân thường, thì con sẽ sống như thế nào chưa? Học trò chưa từng nghĩ tới. Nếu như chưa từng nghĩ tới thì lão phu cho con nửa canh giờ, nghĩ xong thì hãy tới đây học. Giờ học trò đi suy nghĩ. Sư phụ dùng trà. Thôi khỏi đi. Lão phu đã bắt đầu học thiền. Giờ ta qua phòng bên ngồi thiền. Cũ kỹ, có mùi hôi. Huynh đâu có ngửi thấy gì? Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng. Hãy trả lời bài thơ hay nhất trên đời này là bài nào? Bài thơ hay nhất trên đời này là bài nào? Thơ hay nhất trên đời không chỉ có ngàn dạng bài, nhưng học trò thích nhất một bài Thất Lục. Là bài nào? Đọc nghe thử. Nhĩ Hải Quân Trì Đạp Lục Nam, Tiệp Thư Dạ Bán Đáo Trường An, Dị Ngâm Can Vũ Tam Nghêu Cách, Dạ Trinh Thâu Hỷ Lục Chiếu Khoan, Thiên Mã Dĩnh Thu Thiên Mã Ải, Quân Trung Tân Giải Thiếp Y Hàng, Hồi Tiêu Kỷ Ái Tiêu Phương Ý, Thử Nhật Phương Đồng Dạng Quốc Khoan. Đây là thơ gì vậy? Sao muội chưa từng nghe qua? Đây là thơ Hoàng Gia Gia huynh đã làm sau khi Thiết Quân Đại Thanh ta tấn công quân Nguyên, bình định Tam Phiên. Hoàng thượng Cát Tường. Dận chân đúng là đã sinh được một đứa con trai tài giỏi. Đi. Tứ A-ca. Không có phép tắc, trừ một lượng. Hoàng thượng vừa mới tới đây đó. Hoàng gia gia đã tới hả? Lúc hoàng thượng rời đi còn có một câu hoàng thượng nói. Dận chân đúng là đã sinh được một đứa con trai tài giỏi. Là tôi bẩm báo trước mà. Chúng tôi cùng nhau bẩm báo. Thưởng mọi người 10 lượng. Đa tạ Tứ A-ca. Chỉ có nô tài xui xẻo bị trừ một lượng. Tứ A-ca, đứng ngay ngắn học bài. Lui ra hết đi. Dạ.
Dương gia, Dương gia, hôm nay tiểu lương tử đem đồ tới Bách Ngũ Sở về cho biết Hoàng A Mã đã đến xem Hoàng Lịch Học. Lúc ra khỏi cửa đã nói một câu. Hoàng A Mã nói Dậm chân đúng là đã sinh ra một đứa con trai tài giỏi. Thật sao? Tốt quá rồi, Hoàng Lịch thật nên người. Chưa gì đã được Hoàng A Mã để mắt tới. Đúng là chuyện vui không gì bằng. Ê, Phục Tấn, sao nàng không được vui? Tiểu nương tử còn nói hôm nay ngày đầu tiên Lữ Lưu Lương dạy học cho Hoàng Lịch đã ra đề khó cho nó. Là đề khó gì? Ông ấy nói con có từng nghĩ nếu con không sinh ra trong hoàng gia, không phải con trai của Thân Dương mà là con trai của Ăn Mày, con của dân thường, hoặc là con của văn nhân giống như ta vậy, thì con sẽ sống như thế nào? Dương gia, Lữ Lưu Lương đang ở bóng gió với Hoàng Lịch, đây là dấu hiệu rất nguy hiểm. Dương gia, lẽ nào ông ta đã biết chuyện của chúng ta rồi sao? Vẫn chưa chắc. Trần Các Lão sẽ không đi nói lung tung. Có lẽ Lữ Lưu Lương đã nghe được phong phanh gì đó, cũng có lẽ ông ta đoán thôi, cũng có thể ông ta đang thăm dò Hoàng Lịch. Dương gia, chàng nhất định phải cứu Hoàng Lịch của chúng ta. Không chỉ phải cứu Hoàng Lịch, còn phải cứu cả bản thân. Bổn Dương không tin đường đường là Thân Dương của Đại Thanh mà không làm gì được tên Lữ Lưu Lương. Hoàng thượng gia đâu? Hoàng thượng giản tuế, giản tuế, giản tuế, giản tuế, giản tuế. Chúng khanh gia hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Có việc thì tấu, không có bãi triều. Hoàng thượng, di thần có việc khởi tấu. Tăng tịch học chính Hồ Châu, kết bè kết đảng, chống đối triều đình, mưu đồ bất chính. Hoàng thượng, di thần có việc khởi tấu. Chu Dĩ Tuấn thông phái Hồ Châu, thông đồng lương dân, cấu kết sơn tặc, ý đồ mưu phản. Tâu sơ. Tăng tịch, Chu Dĩ Tuấn, thân là quan viên triều đình, nhận bổng lộc của triều đình, có ý đồ mưu phản, thật là đáng chết. Lập tức bắt hai tên này vào kinh, giao cho giám lý tự xử lý. Hoàng Mã, nhi thần tự nguyện đi xử lý chuyện này, tuân thủ pháp kỷ, chấn chỉnh triều cương. Quan Tăng Tịch bị người nào số 7? Nói mau. Tham kiến Dương gia. Tăng Tịch, ngươi chính là môn sinh giỏi nhất của Lữ Lưu Lương, là đại đệ tử. Có phải Lữ Lưu Lương xúi dục ngươi kết bè kết đảng, ý đồ phản Thanh phục Minh không? Vô liêm sĩ, bỉ ổi. Hắn chịu khai chưa? Các ngươi đặt điều giá quả, bản quan bị quan. Cũng cứng rắn lắm, giỏi lắm. Đáng tiếc Tăng Tịch đã khai ra hết rồi, là Lữ Lưu Lương lão sư của ngươi sai ngươi thông đồng lương dân, cấu kết sơn tặc, ý đồ tạo phản. Người đâu? Có. Lôi hắn ra ngoài chém cho ta. Tuân lệnh. Khoan đã. Dương gia tha mạng. Nếu ngươi viết ra bản khẩu cung chứng minh Lữ Lưu Lương đã sai khiến Tăng Tịch mưu đồ tạo phản,
bổn vương có thể cam đoan cho ngươi được khôi phục chức quan. Lữ Lưu Lương là chủ mưu, Tăng Tịch là chủ phạm. Dương gia muốn Hạo Quan nói thế nào, khai như thế nào, Hạo Quan nhất định sẽ nghe theo lời của Dương gia mà. Quan A Mã, Chu Diệ Tuấn, hắn đã khai người đứng sau suối dục chính là Lữ Lưu Lương. Lữ Lưu Lương? Tên Lữ Lưu Lương này, hắn nhận nhiều đệ tử. Hắn không phải vì Trang Tử khuyến học sao? Nếu như không giải quyết ngay, nhi thần lo sẽ có hậu quả khôn lường. Lữ Lưu Lương hiện là thầy dạy học cho Hoàng Lịch à? Hoàng A Mã, Dương Tử phạm pháp, tội như thứ dân, huống hồ là một thầy giáo. Nhi thần cho rằng phải nhanh chóng giải quyết, dẹp trừ hậu quả cho Đại Thanh. Hơn nữa còn cho Hoàng Lịch một bài học lớn, tốt hơn là khổ học 10 năm. Nói rất có lý. Trẫm lệnh cho con lập tức đi bắt Lữ Lưu Lương và người nhà của hắn để tra hỏi. Những người nào có liên quan đến kẻ phản nghịch đều nghiêm trị không tha. Nhi thần tuân chỉ. Khoan đã, con đi xử lý chuyện này dẫn theo Hoàng Lịch, đừng cho nó lộ diện, cho nó đứng bên trong xem. Chuyện gì cũng phải cho nó nếm trải, hiểu chưa? Nhi thần lĩnh chỉ. Nhớ năm xưa bổn vương cũng học chỗ này, thật không ngờ được trở lại chốn xưa. A Mã, A Mã tới thăm con hả? Vào trong rồi hãy nói. A Mã, đây là sách luận do con viết nè. Chính cách trị an, giỏi lắm. Hoàng Lịch của ta còn biết viết sách luận nữa sao? Đều nhờ sư phụ biết cách dạy. A Mã, Lữ Lưu Lương quả nhiên là một nhân tài. Hôm nay A Mã dẫn con đi tịch thu gia sản, Hoàng Gia Gia kêu ta dẫn con đi theo, cho con rèn luyện. Xử lý tham quan hay quá, con ghét nhất là tham quan. Con chưa được xem tịch thu gia sản. A Mã, là nhà ai vậy? Chúng ta không phải đi xử lý tham quan, mà đi xử lý nghịch tặc có mưu đồ tạo phản. Nghịch tặc mưu đồ tạo phản, phải xử hắn. A Mã, là nhà của ai vậy? Chính là Lữ Lưu Lương con vừa nhắc tới. Thấy người nào trong Lữ gia tham gia mưu đồ tạo phản đều nghiêm trị không tha. Đứng lên. Nếu con xin tội cho họ thì con không phải con trai của ta, không phải hoàng tôn của Hoàng Gia Gia con. Dương chỉ tịch thu nhà, còn không mau quỳ xuống. Quỳ xuống. Đi. Tứ A Ca, huynh đến tìm cha muội à? Vậy sao không vào nhà? Bộ dạng của huynh thật buồn cười, mặt cứ ngơ ra. Nhanh lên, vào trong kiệu đi. Đây là kiệu của huynh hả? Đẹp quá. Khởi kiệu, đi mau. Tứ A Ca, huynh bị làm sao vậy? Sắc mặt huynh đáng sợ quá. A Mão huynh vừa dẫn người tới tịch thu tài sản nhà muội. Tại sao làm như vậy? A Mão huynh là kẻ xấu. Nói nhỏ thôi, muội không muốn sống hả? Dừng kiệu, tôi muốn xuống, tôi muốn đi gặp ba mẹ tôi. Đừng lên tiếng. Đi thôi, nhanh lên. Đi. Vô đi.
đi. Muội có chắc dì của muội ở đây hay không hả? Ừ. Vậy muội đi đi. Tại sao huynh cứu muội? Bởi vì huynh tin muội không tham gia tạo phản. Muội hận A Mã huynh, hận quạt gia gia của huynh.